khá kiến rồi đấy các bạn ạ. Và bây giờ chúng tôi sẽ quay đi về chỗ để chúng tôi về điểm tập kích cuối cùng để chúng tôi chế biến món trứng kiến các bạn nhé. Các bạn hãy theo dõi xem cách chúng tôi chế biến trứng kiến các bạn nhé. Anh em chúng tôi đã đến chỗ để nấu nướng ở trên đường kia, anh em tôi bắt trứng kiến rồi. Bây giờ bắt được cả cua này. Bây giờ anh em tôi sẽ đến chỗ kia nước suối đây này để chúng tôi chế biến món trứng kiến các bạn nhé. Các bạn hãy theo dõi tôi cách chế biến tôi nha các bạn. Cua đây, chúng ta cua các bạn ơi. Chào tất cả các bạn nhé. Sau một quá trình hai anh em tôi đi bắt trứng kiến rồi, bây giờ đã sau bắt trứng kiến đã xong các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chế biến và mình cũng có chuẩn bị sẵn một số gia vị ở nhà sẵn, và đây là gạo nếp các bạn nhé. Gạo nếp mình chuẩn bị sẵn rồi, và đó là trứng, đây là lá chanh rồi, đã lốt được chanh rồi, muối các bạn, mỡ rồi, cái này là trứng kiến anh em tôi trong quá trình hành trình đã bắt được. Vâng, đây các bạn, đây là trứng kiến nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chế biến các bạn. Trước tiên mình sẽ chế biến đun sôi cho các bạn. Ý đây lắm. Đó, các bạn nhìn bạn. Mình đang đổ gạo nếp vào để mình chiên các bạn nhé. Mình sẽ chiên cho gạo nếp chín. Bẻ sẵn một cây chanh, cây lá rừng mình sẽ để làm cũng không để đậy. Cơm mất gì đây này? Rất được rồi đấy. Thôi độ 20 phút rồi. Nói mày. Đấy là anh em mình để chế biến anh em rồi. Các bạn cũng đó. Chưa. Đó, chín rồi. À, tuyệt vời các quá bạn. Tuyệt vời luôn. Tôi sẽ đẩy đây. Bây giờ đây. Tôi sẽ cho vào trong cái ống này luôn. Tiến luôn các bạn nhé. Rồi, rất là thơm các bạn.